Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Neymarsport.com. Mình là Long Nani. Mình nhận được rất nhiều yêu cầu review về Predator 20, một mẫu giày vừa mới ra mắt của Adidas trong năm 2020 này. Và hôm nay video này sẽ dành riêng cho các fan của Adidas và Predator. Hãy cùng mình đi khám phá Predator 20 xem có gì đặc biệt nào. Trên tay mình là Predator 20 và phiên bản tiền nhiệm của nó, Predator 19. Đánh giá ban đầu của mình thì form của Predator 20 trông có vẻ thon gọn hơn chứ không cồng kềnh như phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra thì đối với Predator 20 bạn cũng sẽ mang true size, nghĩa là bạn sẽ mang bằng size đối với những dòng sản phẩm khác. Ví dụ như nếu bạn mang X19 size 41 1/3 thì Predator 20 bạn cũng sẽ mang 41 1/3 chứ không cần phải xuống size 42 1/3 như Predator 19. Ngoài ra, phần khuôn đế của Predator 20 được làm mảnh và gọn lại, ôm ở phần hông giày, và thiết kế đinh cũng đã thay đổi, sử dụng dạng đinh dài chứ không còn dạng đinh núm tròn. Bạn có thể thấy khuôn đế của hai bản sẽ thay đổi khác nhau rất nhiều. Đúc kết lại những thay đổi của Predator 20 thì mình nghĩ nó sẽ phù hợp cho phong cách chơi tấn công nhiều hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Predator 19 phù hợp cho phong cách trụ chắc chắn. Cũng giống như những thế hệ trước thì Predator 20 cũng có những phân khúc từ cao cấp đến phổ thông. Phiên bản Predator 20 cộng là phiên bản cao cấp nhất, không dây cột, có hai bản đế FG và TF. Bản đế FG bạn sẽ thấy các cầu thủ trên thế giới như là Ozil hay Pogba thường xuyên sử dụng. Còn bản đế TF dành cho mặt sân cỏ nhân tạo. Tiếp theo là phân khúc Predator 20.1 là phân khúc cao cấp nhất, cũng được các cầu thủ chuyên nghiệp sử dụng do có nhiều công nghệ bổ trợ. Tiếp theo nữa là phân khúc Predator 20.2 là một phân khúc trung cấp, giá bán sẽ rẻ hơn phân khúc 20.1, thường sẽ được các cầu thủ bán chuyên hoặc phong trào sử dụng. Còn đây là Predator 20.3 là phân khúc phổ thông, được rất nhiều người ưa chuộng bởi giá bán hợp lý. Adidas thiết kế cả bản đế FG, TF, AG và IC cho phân khúc phổ thông này, có cả bản có dây và không dây. Và bây giờ mình sẽ đi review về hai phiên bản Predator được quan tâm nhiều nhất, đó là Predator 20 cộng và Predator 20.3. Predator 20 cộng là một đôi giày với rất nhiều công nghệ. Đầu tiên là cổ Premnit co giãn không cần dây cột. Cổ Premnit của 20 cộng thì được đánh giá thoáng, êm và co giãn tốt hơn là phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra một điều đặc biệt nữa đó là 203 lớp gai cao su được đính kèm từ má trong cho tới má ngoài, những chỗ mà bạn sẽ tiếp xúc nhiều với bóng, với tác dụng tăng cảm giác bóng và tăng độ chính xác trong những đường chuyền hay những pha dứt điểm. Adidas gọi đây là công nghệ Demo Skin. Ngoài ra, khuôn đế của Predator 20 cộng cũng đã thiết kế khuôn đế hai mảnh trông cực kỳ ấn tượng và giúp giảm trọng lượng của giày. Đối với mảng cỏ tự nhiên, khuôn đế còn được mạc chrome trông thực sự rất đẹp mắt và cuốn hút. Tuy nhiên, điều mình cảm thấy đáng tiếc nhất là Adidas đã bỏ đi phần đệm boot ở phiên bản 20 cộng này. Mặc dù đệm boot là một trong những đệm mà mình cảm thấy êm nhất mình đã từng mang, thực sự là một điều rất đáng tiếc. Cả những họa tiết trên đôi Predator 20 cộng này thực sự là rất đẹp, từ cổ Premnit cho tới các họa tiết bên trong lót, cho tới các chi tiết ở phần sau gót, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Mình đánh giá đây là một đôi giày rất là đáng trải nghiệm. Còn đây là Predator 20.3, là phân khúc phổ thông được ưa chuộng nhất, bán chạy nhất nhờ thiết kế đẹp và giá bán hợp lý. Cấu tạo của Predator 20.3 thì sử dụng chất liệu da tổng hợp ở phần thân giày, cổ là cổ vải, không phải là cổ Premnit như phiên bản 20 cộng. Tuy nhiên cũng rất là ôm chân, dễ dàng xỏ vào so với những form chân bè, và đặc biệt sẽ không bị giãn theo thời gian. Ngoài ra, trên bề mặt của Predator 20.3 không có công nghệ Demo Skin như phiên bản 20 cộng, nhưng cũng có những miếng dán tăng cảm giác bóng, Adidas gọi đó là Demo Scale. Trọng lượng của bản 20.3 này cũng rất nhẹ, thiết kế đinh dài sẽ phù hợp cho phong cách di chuyển linh hoạt. Một điểm cộng nữa là đối với phân khúc phổ thông 20.3,
bạn sẽ có nhiều thiết kế để lựa chọn, như là phiên bản cổ cao, cổ thấp và phiên bản không dây, là một sản phẩm chiến lược và mang tính biểu tượng của Adidas. Thế nên họ luôn ưu ái ra mắt những phối màu mới, những phối màu đặc biệt của Predator. Trên tay mình đây chính là phối màu Tomato, là phối màu mới nhất vừa mới ra mắt. Phối màu kết hợp giữa màu xanh, màu đỏ và logo màu trắng, tạo nên một mảng phối rất hài hòa. Phối màu này làm mình liên tưởng đến màu áo phụ của Man United mùa giải 2016-2017, là câu lạc bộ mà mình rất là yêu thích. Nói tóm lại, Predator 20.3 là một đôi giày rất đáng trải nghiệm và là một đối thủ đáng gờm của Phantom Vision 2. Predator có một lịch sử hùng vĩ với hơn 20 năm hình thành và phát triển. Mặc dù đã bị khai tử vào năm 2015, nhưng Adidas buộc phải hồi sinh quái thú vì sức ảnh hưởng và vị trí của nó quá lớn trong lòng người hâm mộ. Đây đã là lần lột xác thứ 17 của Predator. Và với tư duy của các CEO Adidas, mình tin chắc rằng họ sẽ không dừng lại. Họ sẽ luôn luôn đổi mới và phát triển để tạo ra những sản phẩm hoàn thiện hơn, hoàn hảo hơn nữa. Link chi tiết của các dòng sản phẩm Predator mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới video này. Bạn có thể xem chi tiết ở đó. Đừng quên like, share và subscribe channel của Neymar Sports để theo dõi thêm những video review mới nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.